Oh no. Oh no. Cái đầu phộng mày làm gì đấy? Đứng chặn chặn cửa. What the fuck me? Dọa dọa tưởng hay ấy. Gì đây? Tôi nghe những cái tiếng động lạ đến từ căn phòng đó nhưng tôi không muốn vào. Tao không muốn vào luôn. Tao không muốn vào tí nào cả. Tao không muốn vào tí nào cả. Làm ơn đừng vào, đừng bắt tao phải vào được không? Eto alo, có chỗ nào xếp không bạn? Tôi không muốn chơi nữa bạn ơi, đừng xếp này. Ô cá này, hello cá. Yo boy. Bao nhiêu con này? 4 con này, có 4 con đấy. Chắc vớ vẩn ở trong phòng cuối cùng rồi. Ok, mình đỡ xếp nhầm rồi, thôi kệ, Zolo quẩy lên tấm quay bạn. Cho tôi con dao này, tôi sợ rồi đấy. À, nếu mà mọi người không nhận được thông báo stream, hãy like fanpage của mình là fanpage Mũ Đen trên Facebook. Mình sẽ, trước khi stream mình thường thông báo ở trên đó. Có thể là tịch chả hiểu sao cái YouTube này chả được thông báo nhỉ, chết quá. Hello cá, 5 con rồi nè. Chuyện gì xảy ra trong này vậy? Nhiều tương cà vậy bạn. Trong này có bữa liên hoan fast food à? Liên hoan khoai tây chiên à? Mình cũng thích ăn khoai tây chiên với tương cà lắm. Nhưng mà sao các bạn chả biết dùng tương cà để cả dùng. Tương cà là dùng để chấm khoai tây, không để dùng phọt lên sàn đó. Kết thúc câu chuyện. Ý bạn là sao khi kết thúc câu chuyện? What the fuck? Đừng bảo tôi phải dùng con dao nha. Mình dùng con dao này đâm vào con no. Và hai cái con này đúng không? Oh fuck my life, chuẩn con mạ rồi. Tôi hiểu rồi. Oh no. Yes. Fuck my life. Chó này. Muốn gì tao, nó bảo kết thúc câu chuyện mà. Đậu phộng lắm. Bọn bẩn nhỉ. Ok, bây giờ mình phải làm thế nào để xiên hai con đấy mà mình không bị nó chúng nó đánh. Một con cờ lớn. Nhưng mà cái chính là làm sao để giải quyết được cái việc đấy đây. Thôi thì trước khi điều đấy xảy ra chúng ta cầm 5 con cá này về cái quyền chuyện kia đã, hiểu không? Nên cái này để sau nha. Từ từ nha. Bye. Con bóp mình chết không kịp ngáp luôn, buồn. Bố con lợn. Bố con lợn. Sư bố con lợn. Đây rồi. Được. Có 5 con cá gì bạn? Ok. Bạn có muốn nhét con cá vào trong cửa sách không? Deep. Ok. Ok, hiểu chưa? Thế thôi hả? Thế thôi hả? Chứ gì hả? Có gì đâu sợ? Chị tưởng ấy, chị đừng làm đếm sợ, em tưởng em lại làm cái gì. Hình như cô ấy muốn đưa cho chúng ta cái gì đó. Không. Tôi mong là cậu có thể dùng đó, tôi không thể tự làm được. Tại vì trong chuyện hình như là nó định tự tử. Nhưng mà xong nó không dùng con dao bạc để nó... không, con dao bạc hình như dùng để giết hoàng tử hay sao, đúng rồi. Con dao bạc nó dùng để giết hoàng tử, nhưng mà nó không giết được hoàng tử, kết quả là nó phải đi nhảy tự tử. Tôi nhớ rồi. Yeah. Bây giờ tôi được hai con dao rồi. Bây giờ tôi đi xếp ạ. Tôi hiểu rồi. Đúng rồi, có cái đoạn trong chuyện làm tiên cá là con tiên cá nó phải đi xiên hoàng tử, nhưng mà nó gần xiên được rồi thì nó không xiên được nữa. Nó vì lý do đấy nó không muốn xiên. Nó yêu hoàng tử quá, thế nó hôn hoàng tử lần cuối cùng xong nhảy tự tử. Nó fucking dead. Dead kid. Bây giờ làm sao? Bây giờ có hai cái hả? Cái quân cờ được gọi là quân cờ nữ hoàng. Ok, nữ hoàng này. Đây cũng nữ hoàng này. Thế bây giờ làm sao đây? Có hai con dao. Bây giờ là như nào? End of the story. Bây giờ làm nào để dùng hai con dao cùng lúc. Làm sao đấy?
Mình phải đưa con dao cho chúng nó chăng? Nhưng mà đưa kiểu gì? Để đây à? Không đưa được. Fuck. Thôi kệ, cứ thử thế này đi mà. No. À, không, mình không có cách nào khác được à? Làm sao để gíp nó được nhỉ? Không gíp được. Chỉ có yêu thôi. No thì nó cũng không có gì cả. Nhưng mà không chia hai đứa được. Mình có không dùng được lên bọn này rồi. Khó nhỉ. Gíp được nữa thì tôi đã gíp rồi gớm. Làm sao mà gíp được? Chỉ có yêu thôi mà. Ok, cứ solo xem nào, xem có được không. Yes gì vậy. À, tôi biết là cậu đang định làm gì, đưa cho tôi con dao kia. Oh, ok, 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 I get it now, I get it now. Ok, tôi hiểu, tôi hiểu. Cậu sẵn sàng chưa? Rồi. Làm thế nào? Sữa. Cửa. Mở bát ra đi. Oh, hey. What the fuck? Bách hợp cực nặng rồi. Bách cực nặng rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết. À, tôi cũng nhắm mắt và khi tôi dùng con dao. À, không khí có vẻ thoải mái hơn rồi. Hai đứa này thành một đôi. Ê, ở bên kia thế giới một cái quân cờ rất là lớn. Ê. Oh no. Tiên sư mày, sao mày viết cái chuyện chán thế hả? Thằng hãm hãm kia. Nhưng mà viết chuyện bách thì viết cute thì không được à? Thường phần thì không được à? Như chuyện của chúng nó ấy. Như viết như cái chuyện của chúng nó ấy, thì có phải xem có phải nhẹ nhàng thoải mái không? Mà nó viết nó giết nhau luôn mà. Okay, what the fuck? What? What? Hey, thế sao tôi quẻ đây vậy? Hey. What? Ok, vậy chúng ta không còn là gì nữa rồi đúng không? Ok, ok, Kubin. Hai nữ hoàng đâm nhau nhưng mà thực ra thì nếu mà hai nữ hoàng cùng bị đâm cùng lúc thì nó cũng sẽ nghĩ là đâm nhau rồi đó. Nó kiểu kiểu đấy. Bây giờ sao bạn? What? Sao đen xì màn hình đây? Hey. Oh. Hey. Cái gì đấy? Một cái bút viết. Nó rất là đẹp. Lạ nhỉ? Nó ấm. Nhưng mà nó cũng lạnh cùng lúc. Aria. Aria, cậu nghe thì tôi nói không? What the fuck? Oh, này nhá. Này nhá, sao lại tỉnh dậy đấy? Sao lại tỉnh dậy đấy? Một giấc mơ. Chúng ta cùng bị ngủ. Quên, cậu cũng thế à? Ừ, tôi vừa tỉnh dậy. Tôi vừa tỉnh dậy á? Tôi vừa tỉnh dậy á? Tôi ngửi thấy mùi gì khiến ghét trong này? Mùi này là mùi điêu. Chúng ta ngủ quên khi bước vào căn phòng. Vì căn phòng này chúng ta nên ra khỏi đây. Ừ. Cả hai đứa đều đúng rồi, cả hai đứa đều đi vào đây đều ngủ đúng không? Hai đứa mà ấy mà ngủ đúng không? Sửa với em. Sửa, ok, hẳn là như vậy rồi. Ok, ok. Tao hiểu, tao hiểu, tao hiểu. Ok. Hẳn là cả hai đứa đều ngủ khi bước vào phòng này đúng không? Ok, ok. Không sao, không sao, không sao, không sao. Không sao, tớ hiểu mà cậu, tớ hiểu mà cậu, không, không, không sao, không sao. Cái đậu phộng mày bày lại là mày đấy à? Tao ghét mày thế. Lý do gì đấy mà hai đứa cùng ngủ nhưng mà một thằng lại dậy trước hiểu không? Yeah boy. Hẳn rồi, hẳn là như vậy luôn hiểu không? Cái đậu phộng gì đây à bạn ơi? Thò thè tú tí cái đậu phộng. Lewin nhìn kìa, cảnh đẹp quá. Tao là cảnh sát đây, giơ tay tay lên. Oh no. Narrator à? Oh không. Này bạn ạ. Cô ấy không chú ý rồi. Đây là cơ hội mà mình đang chờ đợi. Cái đậu phộng mày vừa mới là đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Không bạn ơi. No. Nhưng tại sao mình lại run? Tôi không thể nào, mình không thể nào mà kiệm, gọi là gì, chần chừ lúc này được. Mình phải làm điều đấy. Thôi nào.
Thôi nào, bạn ơi. Không. Lew. Oh, Lewin. Hả? Tớ có thể nói cậu một điều được không? Hả? À, cậu nhớ rằng cái điều mà cậu nói với tớ lúc trước khi cậu nói rằng cậu là một nhà văn. À, tớ nghĩ rằng chúng ta có vẻ rất giống nhau. Ý cậu là sao? Chú ý này, tớ sẽ kể cậu một câu chuyện. Oh my god, cụ tệ quá đi à ơi, cụ tệ quá em ơi, cụ tệ vậy sao anh chơi? Oh no, oh no. À, ngày xưa có một cô gái bé nhỏ thích rất thích đọc nhưng mà không ai cùng tuổi cô ấy để cô ấy chia sẻ sở thích. Những đứa trẻ khác nghĩ rằng đó là thứ gì đó mà nhàm chán và họ cười vào mặt cô bé vì có một cái sở thích kỳ lạ. Cô bé tôn trọng và hiểu rằng họ không chia sẻ cái tình yêu sách với như cô ấy. Nhưng mà cô ấy không thể nào làm gì khác được ngoài buồn bã. Bố mẹ của cô ấy, những người muốn giữ cô ấy hạnh phúc, muốn giữ cái sự hạnh phúc của ấy khỏi biến mất, đưa cô ấy đến một cái thư viện lần đầu tiên. Ánh mắt của cô ấy sáng lên khi mà nhìn thấy quá rất là nhiều sách và rất là nhiều người khác cũng với nhiều độ tuổi khác nhau cũng có cùng sở thích với cô ấy. Và từ đó cô bé luôn luôn tới thăm thư viện mỗi ngày và luôn lớn lên được bao bọc bởi những quyển sách và sự hạnh phúc. Oh no. Oh no. Nhạc nghe hay vậy. Ai nghe nhạc này không vậy? Tại sao cậu lại kể cho tôi chuyện này? Cậu đã kể cho tớ cái quá khứ của cậu. Tớ nghĩ sẽ hợp lý nếu mà tớ kể cho cậu về quá khứ của tớ. Làm bạn nhé. Hả? Oh no. No. Chín mạng. Oh no. Cười và làm bạn nhé là xong rồi. Bạn. Không cần thiết rằng nó không quan trọng rằng không có ai đọc sách của cậu. Tớ sẽ đọc chúng và tớ sẽ cho cậu biết rằng tớ nghĩ gì. Tớ chắc chắn rằng nếu mà cậu không bỏ cuộc, cậu sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng. Stop, please stop. Ôi Yamaro, dừng lại đi. Cậu đang làm mọi thứ thêm rắc rối thêm đấy. Đừng lo lắng cho tôi nữa. Tôi không muốn cậu liên quan tới ép phe là sao? Ép phe là sao? Hả? Lewin. Tôi không muốn cậu liên quan tới cái ép phe của tôi. Ép phe là sao? Ép phe là cái gì vậy? Ép phe là cái gì vậy? Tôi không quay lại được à? Ok. Ép phe là sao vậy? Ép phe là what the fuck? Tôi cần phải kiếm translate ngay lập tức. Translate. Ép phe. Tôi dốt tiếng Anh. Ok. Tình cảm à? Việc của tôi à? What? Công việc này, danh dự này, tình cảm, vấn đề, việc. Phe à sao? Thế? Kiểu việc của tôi không có liên quan đến việc của tôi á. Cậu giận tớ à? Không, đấy là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi không nên nói như vậy. Ổn thôi mà, đừng lo lắng. Thế không xiên à? Thế không xiên à? Không xiên à? Thế không xiên à? Không, cậu không hiểu gì cả. Friend zone cái gì? Đấy là bước đầu tiên đúng không? Từ hai đứa không biết nhau, cái việc làm bạn là bước đầu tiên thôi. Không có gì gọi là friend zone cả. Nó vẩn, ông này buồn cười nhỉ. Friend zone cái gì? Cái gì mà friend zone? Bước đầu tiên đấy. Ôi rồi, ôi chào chị ạ. À. Chào chị ạ. À. Lại là chị rồi ơi. Cuối cùng, nhân vật chính và người dẫn chuyện lại gặp một lần nữa. Cô ấy đã có một à cô ấy có một cái nhìn rất sợ quyết tâm trên mặt của cô ấy. Kể cả cô ấy có cảm giác mệt mỏi. Thế là cô chỉ dẫn chuyện những gì xảy ra những gì tôi làm thôi à? Đúng, tôi chỉ dẫn chuyện những gì mà cô làm, Lewin không quan trọng. Ôi trời ơi. Rút van. Oh no.
Ý nó là sao vậy? Tức là từ đầu đến bây giờ nó còn kiểu lưỡng lự bởi việc gọi là dẫn chuyện thằng Lewin. Tại vì thằng Lewin có ý định giết con này, nhưng bây giờ khi thằng Lewin không quyết định không giết nữa, con này nói một chốt một câu là nó không quan trọng nữa, Lewin không quan trọng nữa. Thế là có chuyện gì xảy ra? Đừng lo Lewin, nếu mà cậu muốn tôi cũng có thể dẫn chuyện cho cậu nữa. Đó, thật sự không cần thiết. Làm tôi nhớ đến việc cậu chắc chắn rằng cậu muốn ở bên cạnh cậu ta không vậy? Ý cô là sao? Nếu cậu là nhân vật chính và tôi là người dẫn chuyện, Lewin có thể là kẻ phản diện. À, cái gì? Không thể nào như thế được. Nó có thể khá là nguy hiểm để đấy là lý do tại sao nó không chịu dẫn chuyện cho thằng này. Tại vì nếu mà mọi người xem trong những cái câu chuyện mà có nhân vật chính ấy, thật chả ai dẫn chuyện cho cái thằng phản diện cả. Khá nguy hiểm khi đứng bên cạnh cậu ta. Lewin đã cứu tôi rất là nhiều lần, tôi nghĩ cậu ấy là người tốt. Tôi cũng nghĩ cậu cũng là người tốt nữa, người dẫn chuyện. Tôi, người tốt. Có lẽ cô là cảm thấy rất là cô đơn ở nơi này. Cô nghĩ sao nếu mà chúng ta cùng quay trở lại thế giới của tôi cùng nhau? Có một vài thứ có vẻ cô vẫn chưa hiểu. Tôi không phải con người, tôi là người dẫn chuyện. Nhiệm vụ của tôi là dẫn chuyện những cái gì mà xảy ra với những gì mà cô làm. Thế là tất cả. Tôi không cảm thấy bất kỳ thương xót nào đối với cô. Cô là như một con rối đối với tôi vậy. Nhưng xấu tính này. Ồ, nhìn mặt. Tôi nói với cô rằng tôi là một người dẫn chuyện và tôi không phải là một con người chán ngắt. Cô nên bình tĩnh đi. Bình tĩnh bạn ơi. Ê, như con nó đang hơi trigger đấy. Có vẻ hơi trigger được một tẹo. Tôi không quan tâm bất kỳ sinh mạng của con người nào nếu mà chúng giải quyết được mục đích của tôi. Nếu một khi mà chúng đã không cho tôi cảm thấy vui vẻ. Một khi mà chúng đã cho tôi cảm thấy đủ vui vẻ, tôi sẽ cho chúng chết. Một khi chúng chết thì tôi sẽ không dò một giọt nước mắt nào cho chúng cả. Cậu hiểu chưa? Đấy là cái việc làm người dẫn chuyện. Tôi không phải là người tốt. Cái gì khác này bạn đi. Và tất sao? Hơn tất cả tôi không phải là con người chán ngắt. Bình tĩnh lại nào. Đấy là thế là đủ rồi. Cái chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Đầu của tôi đau quá, tôi nghĩ tôi nên đi. Người dẫn chuyện. Rồi ơi. Bà vẫn lo cho nó à? Người con người chán ngắt. Tôi bắt đầu tôi nghĩ tôi hiểu ra rồi. Làm gì mà căng bạn? Làm gì căng ấy, gì đâu. Cứ chỉ câu chuyện thôi mà. It's just a game, bruh. It's just game. Why you have to be mad? It's just book. Why you have to be mad? Nó chỉ là đọc sách thôi mà. It's just reading. Why you have to be mad? Phim? Ôi dồi, cái gì đây? Kinh dị à? Ôi dồi, đây là cái lúc mà game nó mệt nhất rồi này. Chapter 4. Chuyện kinh dị. Oh no, tôi không muốn chơi game nữa. Nghỉ đâu bạn ơi, nghỉ thôi nào. Chúng ta nghỉ nhá, không chơi nhá. Chúng ta nghỉ thôi nhá, kết thúc series ở đây. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong series sau của mình. Goodbye, tôi không đi chơi nữa. Oh no, tôi không muốn chơi cái trò này được đâu. Em kinh dị làm cái gì? Em kinh dị để làm gì vậy bạn? Tôi không... Ôi dồi ôi, đầu lâu sẽ có mốc cái gì? Sếp nào? Không. Oh no, rồi nhiều quá nhỉ. Nhiều thứ hay quá. Ôi dồi, búp bê này, ôi dồi. Thôi được rồi, không đứng ở chỗ đấy nữa.